Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Thiên Nga Không Trở Lại, tác giả Miên Lam. Ở bộ truyện này, tập 1 và tập 2 chủ yếu là nói về tình yêu giữa các nhân vật trong truyện và phần kịch tính cũng ít diễn ra. Và bắt đầu từ tập 3, tức là vào tập ngày mai trở đi, thì kịch tính sẽ đẩy lên cao trào rất là nhiều. Rất mong quý cô chú anh chị chúng ta cùng kiên nhẫn đón nghe nhé. Và ngay sau đây, Khôi xin bắt đầu. Bỗng trong đầu Trà Khanh xẹt ngang một suy nghĩ. Cô ngừng lại, nhìn đến mấy cái bong bóng nhỏ trên bàn, dội dứt đồ đạc đang dọn dở, dớ mấy cái bong bóng lên ngửi. Là mùi hương của đêm sinh nhật Huy. Mùi này là mùi hăng hát của lọ nước hoa nam trên bàn ngân hôm trước. Trà Khanh bỗng giật mình, suy đoán trong đầu khiến mặt cô tái nhợt đi. Trà Khanh cầm mấy chiếc bong bóng rung lẩy bẩy. Cô dội vàng đi ra chốt cửa rồi lấy đôi giày ba lê hỏng hôm trước. May thay, nghi vấn trong đầu khiến cô giữ nó lại, thậm chí còn không giặt để nguyên trong hộp. Trà Khanh nhớ lại tất cả sự kiện trong tháng qua. Hôm sinh nhật Huy, cô bị ngất xỉu. Sau đó 2 ngày là vòng thi bán kết. Rồi cô đi chơi cùng Huy cả một ngày trời. Ngân cáo bận ở nhà. Ba của Ngân có một cửa hàng hóa chất. Bàn tay trắng trẻo cầm con dao gọt hoa quả đã run đến độ không thể cậy được lớp vải của mũi giày. Trà Khanh bình tĩnh lại, cẩn thận từng chút một cắt từng sợi chỉ nhỏ. Từng lớp vải bong ra đến đâu, trong lòng cô từng tiếng rơi lột bột đến đó. Miếng vải cuối cùng của lớp đệm mũi giày bị bóc ra, thì chiếc dao nhọn rơi xuống sàn kêu lên một cái keng lạnh ngắt. Cô đoán không nhầm, một mẩu nhỏ bong bóng nhỏ màu trắng rách bươm rơi ra. Cô đưa lên mũi ngửi, mùi hăng hát, đúng cái mùi của lọ nước hoa nam. Ngửi kỹ lại, cô còn thấy nó giống mùi hóa chất như trong màu vẽ. Cô dội lục tung đồ mỹ phẩm trên bàn và trong ngăn kéo. Lọ nước hoa nam có mùi hăng hát kia ở đâu không thấy. Trà Khanh ước cô không tìm thấy nó. Cô sợ nó là bằng chứng của sự phản bội một tình bạn bao nhiêu năm trời. Nhưng nó lại được giấu kín trong tủ đồ của Ngân. Cô mở ra đưa lên mũi ngửi. Đúng cái mùi này, không thể khác được. Trà Khanh nhìn lại vỏ bong bóng còn sót lại trong mũi giày. Chiếc giày ba lê đó chỉ đi một lần và mới qua buổi diễn mấy ngày mà nó bị bào mòn thế này sao? Trà Khanh bỗng thấy sợ đến lạnh sống lưng. May sao hôm trước, cô không xức nước hoa nam ra tay mà chỉ ngửi. Cô thử mở nắp lọ nước hoa, cẩn thận đổ vào bong bóng. Chỉ một lúc sau, nó đã ăn mòn lớp vỏ màu đỏ. Trà Khanh hớt hải qua phòng chị trưởng đoàn gõ cửa. Sao vậy Trà Khanh? Chị chuẩn bị ngủ nè. Chị, em xin lỗi, tại vì em có chuyện muốn hỏi chị. Chiều hôm thi bán kết xong, em có xin đi sinh nhật bạn, rồi tối đó em và Ngân về thì chị có gặp em không? Chị Hà nhìn Khanh chầm chầm. Con bé này làm sao vậy nhỉ? Không nhớ cái gì hết vậy? Có gặp. Hôm đó em xỉn mà. Em xỉn hả? Chị thấy Ngân nói dìu em, say lắm, ngủ không biết trời đất gì luôn á. Tim Trà Khanh đập thình thịch. Cô hỏi dồn. Rồi chị có vào phòng với em không? Có. Ngôi sao của đoàn á, chị phải chăm sóc đặc biệt chứ. Em uống đến nỗi say quắc cằn câu luôn á. Chị ngửi thấy mùi rượu hả? Ừa. Con Ngân cũng uống nữa, cho nên chị không dám để hai đứa một mình. Tới sáng Ngân tỉnh thì chị mới về phòng đó. Chị, em cảm ơn chị nhiều. Em về phòng ngủ đây. Chị Hà nhìn Trà Khanh đi về, một bụng thắc mắc không hiểu gì. Trà Khanh về phòng, nằm vật xuống giường. Vậy là đã rõ. Hôm đó Ngân đánh thuốc mê nên cô không biết gì cả. Chắc hẳn đã có ý định hại cô, nhưng chẳng may lại gặp chị Hà nên kế hoạch không thành, cho nên nhỏ đó lại chuyển sang hôn cô diễn. Trà Khanh nằm suy đoán bao nhiêu trường hợp cũng không thể giải thích được tại sao Ngân lại làm như vậy. Tình bạn của họ bao nhiêu năm chưa một lần xảy ra hiểu nhầm hay cãi vã. Trà Khanh sinh ra trong một gia đình khá giàu. Từ nhỏ đến lớn,
cô đều được hưởng một môi trường tốt nhất. Học trường quốc tế, xe đưa xe đón. Nhưng cũng chính vì hoàn cảnh sống của cô hoàn hảo, nên không có một người bạn thân nào. Tất cả chỉ là xã giao ngoài xã hội. Đến lúc lên lớp 10, thì dì giúp việc đưa con gái là Ngân đến ở cùng, rồi hai cô gái chơi với nhau từ đó. Có thể nói, suốt cuộc đời cô chỉ có một người bạn là Ngân mà thôi. Bây giờ, Ngân trở mặt thế này, thì cô đã mất một người bạn, có thể coi như là tốt nhất bao nhiêu năm trời. Sáng sớm hôm sau, Ngân về. Người vẫn còn bồi nước hoa đèn ong. Nhỏ chưa cởi giày, đã oang oang. Bồ ơi, dậy coi cái này nè. Việt Kiều mới mua cho tôi á. Đẹp không? Váy mới nhất của Gucci đó bà. Anh nói tuần tới, đưa tôi qua Thụy Sĩ trượt tuyết cho đã. Trà Khanh vẫn yên lặng. Cô không biết phải giải quyết với Ngân thế nào sau sự việc vừa rồi. Đẩy một người bạn thân suốt bao nhiêu năm ra khỏi cuộc đời mình, không phải dễ. Trà Khanh không nói gì, đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nếu không vạch trần hôm nay, thì cô cũng không dám sống với một con người xảo quyệt như vậy nữa. Một lúc sau cô đi ra, chỉ vào mấy vali xếp gọn của Ngân. Tôi đã xếp đồ đạc cho cậu rồi, cậu đi ra khỏi phòng này cho tôi. Ngân thấy lạ, bình thường nghe cái giọng liến thoáng của nó, thế nào Trà Khanh cũng phải ỉ ôi hờn dỗi một lúc lâu mới chịu chui ra khỏi chăn. Ngân đen tròn mắt nhìn Trà Khanh thắc mắc không hiểu chuyện gì, thì cô nói: cậu cho dung dịch axit loãng vào túi bong bóng, sau đó rạch giày ra nhét vào may lại. Cậu muốn chân tôi bị lở loét để không múa được trong vòng thi bán kết. Mặt Hoàng Ngân tái xanh, đứng chung chân một lúc rồi cãi lại: cậu nói cái gì vậy? Đừng có gắp lửa bỏ tay người. Mình chơi với cậu bao nhiêu năm trời, mình hại cậu được cái gì? Trà Khanh nhìn thẳng vào gương mặt đang tái mét của Ngân, không nhịn được, cười khẩy. Mấy cái gói bột trắng này là gì? Chai nước hoa nam này là cái gì? Cậu cần giấy giám định kết quả chất gì không? Tôi cho cậu xem luôn. Đêm hôm sinh nhật Huy, cậu đưa cho tôi cốc nước cam đánh thuốc mê, bảo uống cho giả rượu. Cậu định hại tôi rồi, nhưng không thành, vì có chị trưởng đoàn đi cùng. Sáng hôm sau, cậu từ chối đi chơi cùng tôi và Huy để cậu mang giày đi may lại. Giấy chỉ mới vẫn còn đây. Lọ nước hoa nam đựng dung dịch axit để cậu cho vào bong bóng. Axit loãng nên bong bóng không bị ăn mòn ngay mà phải mất vài tiếng. Tôi bật nhảy, nó mới bị bung ra thấm vào giày. Cậu còn nói được gì không? Đến nước này đã không thể chối cãi được nữa. Ngân bộc phát hết sự ganh ghét bấy lâu ra ngoài. Đúng rồi, tôi làm đấy. Cậu có gì hơn tôi á mà tất cả mọi người đều vây quanh cậu hả? Cậu xuất phát điểm giàu có, cậu không phải kiếm tiền, nên không biết cuộc sống của tôi như thế nào hết. Từ nhỏ đến lớn, nhà tôi phải làm con ở cho nhà cậu. Cậu coi tôi là bạn thân sao? Cậu chỉ coi tôi là con ô xin mà thôi. Trà Khanh sững sờ. Ngân nói cái gì vậy? Tình bạn mà bấy lâu nay cô nghĩ là trong sáng, không hề vụ lợi, mà Ngân lại xem nó như vậy sao? Cô cười khổ. Hoàng Ngân à, tôi coi cậu là con ở, mà tôi nàng nạt đòi bố mẹ chu cấp 4 năm đại học ở Việt Nam, lo cho cậu thực hiện ước mơ học nhảy sao? Cậu có thấy gia đình nào xem người giúp việc như vậy không? Tôi không cần bố thí kiểu đó. Cậu giàu thật đấy, nhưng cậu không có nổi một người bạn thân. Nhà giàu như các người, không bao giờ biết đến tình người là gì. Cậu chơi với tôi vì cậu không có ai là bạn, chứ thấp đâu mà đãi gà rừng. Trà Khanh lặng người, cô mắt mù thật rồi. Bao năm qua, Hoàng Ngân sống với cái vỏ bọc hoàn hảo mà cô không hề hay biết. Ngân, cậu đi ra ngay khỏi căn phòng này. Tôi không thể nào tha thứ cho một người có giả tâm như cậu. Tao không đi. Căn phòng này là cho hai diễn viên ở, không phải của mày, mà mày thích ai ở thì ở. Trà Khanh nhắm mắt lại, đè cục nghẹn ở cổ xuống. Cô đưa điện thoại ra. Nể tình cậu đã từng là bạn, tôi không báo cáo với chị trưởng đoàn viên này, nhưng cuộc thi sắp tới của tôi, nếu có sự cố gì thì tôi sẽ tung ghi âm này lên báo để xem cậu có hoạt động trong giới showbiz được nữa không. Ra khỏi phòng ngay bây giờ. Hoàng Ngân cây cú đóng sập cửa lại, mặt đỏ phừng, nụ cười căm hận phóng vào trong phòng. Trà Khanh à, cậu được lắm, cậu dám đuổi tôi đi sao?
cái gì mà thiên thần ba lê, cái gì mà AL 8.0, đều là do giàu có mà ra hết. Cậu sinh trong một gia đình nghèo hèn, xem có làm được cái đích gì cho đời không. Hoàng Ngân đi xuống sảnh, thì thấy Huy ôm bó hồng to đi vào. Huy nhíu mày, con nhỏ hôm nay làm sao thế nhỉ? Mặt cứ hầm hầm, gặp không chào một tiếng, mà lại xách đồ đi đâu vậy nhỉ? Huy cũng không để ý nhiều, đi nhanh lên phòng gõ cửa. Trà Khanh ngán ngẩm, ngỡ ngơ quay lại. Thấy Huy, cô mới giật mình. Anh ấy không gọi trước gì cả, không biết có gặp nhỏ Ngân dưới kia không. Sao thế? Không chào đón anh à? Không phải đâu, anh vào đi. Khanh nhận đóa hoa hồng cắm vào lọ, trong đầu vẫn còn miên man những suy nghĩ về chuyện của Ngân. Chẳng còn tâm trạng nào mà nói cười với Huy nữa. Anh thấy nhỏ Ngân vừa xách đồ đi, hai người cãi nhau à? Không có gì đâu, chuyện con gái thôi anh. Trà Khanh cắm hoa xong, ngồi xuống bên cạnh Huy. Bàn uống nước đặt gần cửa sổ, Trà Khanh rót một chén trà nóng, đẩy về phía Huy. Cô cũng nhâm nhi một chén trà, cắn một miếng bánh ngọt, bình ổn lại cảm xúc vừa rồi. Mùa đông đã về ở phố cổ Edinburgh, nhưng cô luôn thích ngắm khung cảnh hè phố, vì vậy không bao giờ đóng cửa sổ. Hơi lạnh tràn cả vào căn phòng. Con mèo Ba Tư ngoan ngoãn, dụi mắt vào tấm chăn len trên đùi Trà Khanh tìm hơi ấm. Thi thoảng nó ngước mắt lên nhìn chủ nhân. Không khí yên bình là thế, nhưng hai người lại thấy có chút gì đó gượng gạo không tự nhiên. Trà Khanh này, qua cái Tết anh sẽ về Sài Gòn. Công ty anh sẽ ký kết với chú Phúc để làm nhà phân phối sofa phong cách Bắc Âu. Thay tư tưởng lớn gặp nhau chưa? Chỉ một cuộc điện thoại thôi đã hoàn thành hợp đồng rồi. Dạ, chuyện làm ăn của ba em cũng không rõ lắm đâu. Em chỉ biết múa thôi. Huy đột ngột đứng quay sang phía Trà Khanh. Anh khom người về phía cô, hai tay chống ở thành ghế mây. Anh phải tạo quan hệ từ bây giờ đấy. Ba em và anh nói chuyện rất hợp nhau. Khoảng cách này rất gần, khiến mặt Trà Khanh đỏ như cà chua chín. Cô ấp a ấp úng. Huy, em không... Lần trước ở lâu đài cổ, Huy đã vụt mất cơ hội. Lần này không còn gì trở ngại nữa. Huy vội vàng chạm xuống. Trà Khanh bất ngờ đến độ cứng người như một khúc gỗ. Cô sợ hãi đến độ cố đẩy ra. Nhưng Huy không muốn buông cánh môi mềm. Vòng tay ra sau eo của cô ép vào người mình, cố gắng chiếm đoạt môi Trà Khanh. Con mèo đang nằm ấm áp yên lành trong lòng chủ bị dọa giật mình. Nó đột ngột nhảy lên cào vào tay Huy, khiến cho anh phải thả ra. Rồi sau đó, điện thoại của Trà Khanh vội bôm tít tít, phá vỡ không gian thinh lặng. Trà Khanh như nhớ được phao, vội vàng chụp lấy điện thoại mừng rỡ. À, là anh hai! Huy lẩm bẩm chửi thầm cái điện thoại điên rồ, và con mèo trắng đang dương nanh nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Trà Khanh trả lời điện thoại xong, vẫn thấy Huy đứng bên cửa sổ. Cô không dám đến gần ô cửa, sợ mình lại sơ sẩy cái gì đó tạo cơ hội cho Huy. Anh Huy, hôm trước anh nói với em chỉ là bạn bè, cho nên em mong anh không hành động như vừa rồi nữa. Giờ em phải lên gặp chị trưởng đoàn có việc gấp. Thái độ của Trà Khanh làm cho Huy phát điên. Dường như cô ấy không cho anh một cảm xúc nào. Huy ra về, như bị lôi từ trên cây ném phịch xuống đất. Hoàng Ngân đứng ở cổng chờ taxi, thấy Huy đi ra, mắt xếp lóe lên. Cái quái gì cũng tập trung vào con kia, rồi có ngày mày mất hết. Chiếc xe của Huy vừa ra khỏi ngõ, thì Trà Khanh có điện thoại. Cô đưa lên tai nghe. Chỉ một giây sau, hồ hởi lết xuống mở cửa, lao vào ôm cổ người đàn ông, đu lên như con gấu cu loa cười tít mát. Hai, sao qua nhanh vậy? Lúc nãy anh bảo mai cơ mà. Ôi, hot boy của mẹ giờ già khô vậy. Bên Nam Sudan khổ lắm phải không? Anh ơi, thương anh quá. Còn chó con này, gãy cổ anh mày bây giờ, bỏ tao ra không hả? Còn có người khác ở đây. Trà Khanh hết hồn tụt xuống đất nhìn ra sau, thấy người kia ngượng chín mặt. Từ nãy đến giờ gặp anh trai, cô mừng quá, không để ý gì xung quanh. Việc đứng dựa vào cổng, mặt đen sì, nhìn mây nhìn gió.
vô thay đồ đi với anh hai. Anh có việc chỉ qua được 2 ngày thôi. Dạ, đi luôn nhé. Việc bước chậm đằng sau, mùi hương nước hoa nhẹ nhẹ của cô thoang thoảng trong không khí, có chút ngọt ngọt dễ chịu. Xe đi qua những hàng cây khô phủ tuyết trắng trong thành cổ. Mùa đông nước Anh đẹp quá. Trà Khanh dán mát ngoài cửa kính, bị thu hút bởi cảnh vật tĩnh lặng êm đềm nơi đây. Việt và cô ngồi cùng hàng ghế sau, như những ngày trung học, ngồi trên một cái ghế đá bị cặp sách chen vào giữa. Bây giờ chẳng có gì ngăn cách, mà tựa một dòng sông chẳng nói câu nào. Cuộc đời cô, tình bạn cũng như tình yêu, trải qua mọi biến cố rồi cứ trôi nhanh như cảnh vật ngoài kia. Nghĩ đến việc mình một cô gái xinh đẹp, cũng không phải ngu đần, tự dưng bị đá không thương tiếc, Trà Khanh lại bực mình không thôi. 3 người vào một nhà hàng dân tộc, đồ được gọi lên, Trà Khanh cầm dao dĩa cắt thịt kêu ken két. Việc kéo đĩa của Trà Khanh sang, trút hết thịt vào đĩa của mình, đẩy salad đến trước mặt cô. Trà Khanh bực bội, trừng mắt lớn nhìn anh. Anh làm cái gì đấy hả? Cô là ngôi sao của cả nhà hàng rồi đấy, ăn với uống, người ta nhìn hết sang đây rồi. Anh sợ đi với tôi không thanh lịch thì anh đừng đi nữa. Mình nhìn đứa em gái nhà mình, bình thường nó thuộc nữ dịu dàng, ăn uống thanh tao lắm, mà hôm nay như hổ đói vậy nhỉ. Còn cái thằng kia mới vào bàn đã nốc hết 1/3 chai. Này này này, hôm nay tôi chủ trì, không có nghĩa là thích ăn gì thì ăn, uống gì thì uống đâu nhé. Anh mày đăng lên TikTok một phát thì ối trời ơi đấy. Em cần gì gìn giữ hình tượng? Không muốn, em muốn làm một người bình thường. Dao dĩa trong tay Việt dừng lại. Cô nhóc này ám chỉ điều gì vậy? Anh nhấp một ngụm van chát. Nó trôi xuống đến dạ dày, không mát rượi như thường thấy, mà bỏng rát như đốt cháy ruột gan. Không ai được chọn nơi mình sinh ra. Nếu được đặt trong giỏ lụa là thì cứ tận hưởng, sao phải cây cú làm gì? Trà Khanh cười khẩy, xúc một thìa salad lớn cho vào miệng nhai mạnh. Không chọn được nơi mình sinh ra, mà hồi đó anh lại yêu tôi làm gì rồi đá tôi? Sao từ đầu không từ chối quách tôi đi? Thế chắc bây giờ cô gái của anh nghèo lắm nhỉ? Từ đầu đến chân giác toàn hàng hiệu. Mình ngán ngẩm cái không khí ôm sòm trong bàn ăn. Không hiểu sao hai đứa này lại từng có thời mặn nồng được. Này này này, tôi bay từ Nam Sudan qua đây để ăn bữa lẩu chó sủa gà bay thế này đấy hả? Đang bận chết mẹ, tưởng rảnh lắm đấy. Thì anh về đi, em có sao đâu. Rồi tao về, ai trông mày? Em có phải trẻ con đâu mà phải canh giữ. À, con bé này. Trà Khanh liếc qua, thấy Việt ơ hờ, chẳng chú ý gì tới mình, lại còn cười tủm tỉm. Cô điên mất, sao có thể ngồi cùng bàn ăn với người yêu cũ mà vẫn dưng như thế? Đèn chùm trên cao chiếu xuống những món ăn, vàng rượm óng ánh và vô cùng nhức mắt. Trà Khanh bực bội rót thêm một ly. Hương vị thơm mát khiến tâm trạng cô khá hơn. Thành phố này có lẽ thu hút nhất không phải là cảnh sắc cổ kính, mà là hương vị của rượu Scotch Whisky. Những giọt rượu trôi khỏi cổ họng xuống từng mạch máu đi khắp cơ thể, để người ta thấy không gian và phong cảnh mơ màng lãng mạn hơn. Bực tức trong lòng cũng giảm đi một nửa. Mình nhìn cốc rượu trên tay em gái, nghiêm mặt. Úp, uống ít thôi. Ngày mai anh lại bay về Nam Sudan. Anh tranh thủ qua lấy tài liệu chứ không phải chơi đâu. Ăn đi rồi hai anh đưa về. Chiều nay bọn anh còn phải đi công chuyện gấp. Bên đó đang chiến sự rất căng, anh không về ở lâu được. Anh cứ đi công việc đi, em tự đón taxi về được. À, anh ơi, hay là anh về Việt Nam đi. Anh đi vào chốn khói lửa ấy, ba mẹ lo lắm. Lắm chuyện, lo gì mà lo. Ba chẳng quá mừng, mày ăn nhanh đi. Ăn uống xong xuôi, mình đón taxi cho Trà Khanh về nhà khách. Trà Khanh về đến ngõ, vừa nói chuyện điện thoại với mẹ, vừa đi thơ thẩn nhìn khung cảnh như tranh. Mùa đông, tuyết đã rơi trắng trời, phủ lên cành cây ngọn cỏ, phủ đến từng mái nhà cổ của thành phố nhuốm màu trắng xóa của xứ sở thần tiên. Cô hứng khởi xòe tay đón những bông tuyết. Nhìn sang bên đường, thấy mấy đứa trẻ tóc xoăn ném tuyết, vui vẻ nổi hứng chạy sang nhập cuộc.
trẻ em người lớn thi nhau nghịch tuyết. Trò chơi này quả là có thể kéo tâm trạng người ta lên cao. Chơi một hai tiếng chán chê, khi ba mẹ gọi lũ trẻ đi về thì cô mới ngừng lại nhìn đồng hồ. Đã chiều muộn rồi. Tuyết xuống mỗi lúc một dày, Trà Khanh kéo khăn kín cổ, nhưng vẫn thấy lạnh toát sống lưng. Cô hắt xì một cái, cô quấn khăn quanh mũi rồi đi về nhà khách. Từng hạt tuyết bay nhanh ở bên tai, nghe dù dù theo gió lạnh băng như lưỡi dao, ghim mạnh vào khuôn mặt cô tê buốt. Đi được một đoạn, thấy cả cơ thể mình nặng như chì, rồi cô có cảm giác một tảng đá đập vào đầu mình đau đến nhức nhối, rồi liệm đi không biết gì nữa. Sau đó, một bàn tay rất ấm đặt lên trán cô. Cảm giác này rất quen, mơ màng không rõ, nhưng lại vô cùng quyến luyến. Trà Khanh cố gắng kéo mi mắt ra, thấy người ấy, cô cười khổ. Mình điên rồi, mơ mộng chưa đủ hay sao? Mà giấc mơ này sao chân thực đến vậy? Cô vội lấy hết sức lực đứng dẫn. Sao anh lại ở đây? Sắp chết đến nơi rồi còn hỏi. Trời lạnh lại còn dầm tuyết. Vì nó đẹp thôi mà. 25 hay 15 mà còn mơ mộng hão huyền. Trà Khanh cười hì hì. 7 năm trước, lúc nào cô cũng dùng vẻ mặt này đối diện với anh, ra vẻ rất mạnh mẽ. Thậm chí mỗi lần xảy ra chuyện gì, cô đều muốn đứng phía trước bảo vệ anh, kiên cường và bướng bỉnh. Nhưng cô không biết mình là một bánh bèo chính hiệu, thích nhõng nhẽo, thích xài vào lòng anh. Trà Khanh không hiểu nổi, thời gian 7 năm trôi qua, đáng lẽ cô phải cứng rắn và mạnh mẽ hơn, nhưng sau mối tình ấy lại thấy bản thân càng mềm yếu. Cô có thể bật khóc tu tu khi nhớ lại một kỷ niệm. Cô buồn rười rượi khi thấy việc cùng cô gái trai kia. Thời gian 7 năm không thể xóa được bất cứ kỷ niệm nào trong lòng, giống như một cái dầm, động đến vô tình ghi nó xuống càng mạnh hơn, để rồi mỗi tế bào bị đâm theo nhói lên, lan dần ra toàn thân thể mệt mỏi. Trà Khanh tức giận và bất lực với trái tim mình, cô gắt gỏng. Anh Việt, sao anh cứ xuất hiện trước mặt tôi vậy? Tôi không muốn thấy một người Việt chết rét ngoài đường. Việt thở dài. Con gái con đứa uống rượu xong lại đi giữa trời tuyết. Nếu không phải anh đi qua con đường này thì nằm bẹp giữa đường rồi. Anh vác Trà Khanh lên, miệng cô vẫn thì thào. Đau đầu quá. Anh hai gọi nhầm rượu trộn methanol rồi. Nước anh làm gì có loại rượu đau đầu thế này chứ. Hồi trước học đại học ở đây, tôi uống cả thùng có sao đâu, mà hôm nay lại thế nhỉ. Hay lắm mà tự hào. Thời nào nữa mà con gái không được uống rượu? Anh điên rồi, nhất định là anh điên rồi Việt ạ. Anh yêu bà Tây, bà ấy còn nốc rượu hơn cả nước lã. Tôi uống có một chai, nhầm nhò gì? Chìa khóa đâu? Trong ống khóa đồ chơi, để trong hộp sắt khóa lại. Cái gì? Tôi thách đứa nào hại tôi nữa. Trà Khanh đã nhắm nghiền mắt, không còn biết gì nữa. Trán rất nóng, má đỏ rực dán vào vai Việt thở nặng nhọc. Một tay anh đỡ cô, một tay lục túi Trà Khanh mở khóa. Đỡ được cô nằm xuống giường, anh lấy nước ấm và khăn phủ lên trán. Trà Khanh mê man bất tỉnh, thi thoảng hé mắt ra một chút, rồi lại nhắm mắt. Ở nước này không được phép mua thuốc, không được kê toa. Vì không biết làm thế nào, chỉ còn cách đi tìm cửa hàng 24/7, mua xê sủi và cam vát nước. Anh dẫn cô dậy. Dậy đi, há miệng ra, uống nước cam nè. Trà Khanh mệt mỏi dựa vào tường. Trong cơn mê man, cô cảm thấy miệng mình bị mở ra, rồi nước mát lạnh trôi vào miệng, từng ngụm một. Hết 1/3 cốc, Việt định đỡ Trà Khanh nằm xuống, nhưng bàn tay nhỏ của cô vẫn bám dính vạt áo anh, giọng cô khàn khàn mỏi mệt. Việt, anh đi đâu? Nằm xuống cho khỏe đi, tôi đi hâm nóng súp. Không! Nước mắt Trà Khanh chảy dài trên má. Cô không nhận thức được thực hư lúc này, chỉ cảm thấy luyến tiếc không muốn rời xa. Bờ vai này, vòng tay này, theo năm tháng, đã dài hơn, to lớn hơn rất nhiều, nhưng nó vẫn ấm áp và quen thuộc đến vậy.
Khoảnh khắc được nằm trong lòng ngực người ấy khiến cô không sao kìm được mà khóc nức nở. Khóc một lúc, rồi nhắm mắt lại lẹm đi mà ngủ quên mất. Việc bất lực, không biết phải làm sao với cô gái cứ ôm lấy mình không chịu buông. Anh thở dài, nhìn xuống gương mặt đỏ ửng trong ngực mình, sốt cao đến nỗi môi mọng đã khô héo và bạc màu, còn có sức mà nói luyên thuyên nữa. Anh chỉnh tư thế cho Trà Khanh thoải mái, rồi tựa lưng vào tường. Làn da trắng của cô phát sáng dưới nắng chiều, cổ tay trắng nõn nà nắm lấy vạt áo anh. Anh rũ mắt nhìn người con gái một lúc, rồi mở tay cô ra, vòng qua cổ. Anh làm động tác ôm, rồi tựa lưng vào thành giường. Tiếp xúc thế này cũng sẽ khiến cô ấy hạ sốt nhanh hơn. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến vòng chung kết, mà hết đau chân đến sốt thế này. Trà Khanh ngủ ly bì không biết trời đất, rất lâu chìm trong mộng mị. Sáng hôm sau mới tỉnh dậy, cô thấy cả người mình đều đau nhức. Chợt nhớ lại hôm qua mình dầm tuyết thế nào á, rồi việc xuất hiện ra sao. Trà Khanh hoảng hồn, mơ màng như thật hay là thật như mơ. Việc bê một tô súp nóng đặt xuống bàn, xách con mèo trắng đang nằm trên người Trà Khanh thả xuống sàn, rồi dọn dẹp bàn ghế lại gọn ghẽ. Trà Khanh yên lặng ngắm nhìn, anh không thay đổi so với ngày xưa một chút nào, vẫn sạch sẽ và ngăn nắp như vậy. Cô nghĩ đến chuyện tối qua, mình cứ ôm riết lấy việc, không biết làm thế nào cho đỡ ngượng. Anh để đấy lát tôi dọn, xin lỗi tối qua phiền anh. Việc nhíu mày, tối qua còn ôm cứng, bây giờ lại trở mặt nhanh quá. Anh ừ một tiếng, rồi thổi súp cho nguội bớt. Ở đây không có cháo, tôi mua súp tươi cô ăn tạm. Vâng, được rồi, anh để đấy, lát nữa tôi ăn. À, anh Việt, tối hôm qua là tôi có chút rượu, không tỉnh táo, nên tôi nói bừa. Tôi quên rồi, chuyện cũng không có gì đáng ngại cả. Trà Khanh bậm môi, chống tay vào tường, ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Việt nhìn cô chật vật, định đi lại đỡ, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Anh đứng bên cửa sổ nhìn ra đường lớn. Nhà khách này yên bình quá. Ban ngày vẫn không có tiếng động, rất lãng mạn, hợp với cô nhóc kia. Điện thoại trên bàn đổ chuông, phá tan sự tĩnh lặng. Tin nhắn trên màn hình điện thoại sáng lên, khiến chân mày anh nhíu lại. Có vẻ Trà Khanh đã cắt sốt, Việt cầm áo khoác chuẩn bị ra về. Trà Khanh vệ sinh cá nhân xong xuôi, đi ra, thấy Việt đã đi ra đến cửa. Tôi có báo với Lễ Tân cô bị ốm, có gì bấm phím không, họ sẽ lên. Tôi dậy đi làm. Ơ, à, anh Việt, cảm ơn anh nhiều. Ừ, súp còn ấm, ăn đi cho giải cảm. Giữ sức khỏe còn thi nữa, chúc cô thành công. Cảm ơn anh. Cửa phòng đóng lại, Trà Khanh ngồi xuống ghế cầm muỗng ăn súp. Tối hôm qua, dường như họ đã xích lại gần nhau hơn một chút. Sáng nay lại như người xa lạ. Thời gian 7 năm không phải là ngắn, mà đàn ông chắc sẽ không có chuyện giữ mãi một mối tình trong từng ấy năm. Sau hôm đó, Trà Khanh cũng không gặp Việt nữa, mà cô cũng bận rộn cho vòng thi chung kết. Cô kiểm tra lại trang phục giày mố thật kỹ, rồi chuẩn bị lên sân khấu. Đã làm rõ toan tính của Ngân, nhưng cô phải cẩn thận để không xảy ra sai sót. Hôm nay, Trà Khanh chọn một bài múa ballet hiện đại. Mỗi động tác đều được thực hiện đến trình độ cao nhất. Bước chân mềm mại, cánh tay uyển chuyển theo dòng nhạc giao hưởng hiện đại, làm cho người ta như thấy cánh chim nhẹ nhẹ đung đưa theo những tiếng hát vui tươi của đàn thiên nga. Cả khán đài lặng đi theo dõi từng nhịp múa của diễn viên. Cô gái trong vũ phục thiên nga trắng, ngẩng cao đầu, đẹp đến rung động lòng người. Những tràng pháo tay chấm dứt vũ khúc ba lê. Trà Khanh cúi gặp người chào khán giả. Hôm nay, cô múa khá mượt mà và mãn nguyện. Người đứng ngoài cửa, nhìn đến ngây ngẩn, nhìn đến thất thần. Là một vũ công múa ba lê, có thể cần gia thế, cần giáo viên giỏi, cần siêng năng chịu khó. Nhưng chỉ có năng khiếu là thứ mà có nỗ lực thế nào cũng không có được.
trong giới ba lê này, chỉ năng khiếu mới có thể giúp Vũ Công đi lên vị trí vinh quang nhất. Cô ấy sinh ra là để dành cho múa. Cô ấy đã dâng trọn mồ hôi nước mắt của mình cho sân khấu ba lê vào mỗi đêm thâu hay ngày dài. Kết quả chung cuộc có sau một tiếng, Trà Khanh cầm chiếc cúp trong tay, hạnh phúc vô cùng. Huy chương bạc chưa phải là cao nhất, nhưng cũng đã thành công. Huy ôm bó hoa hồng lớn, đứng sau hàng ghế cuối cùng, nhìn bông hồng phương đông xinh đẹp tỏa sáng trên sân khấu. Đợi màn trao giải kết thúc, anh hồ hởi chen vào dòng người đi lên. Nhưng tiếng điện thoại reo lên inh ỏi. Huy chán ghét, nhăn mặt đưa tay lên nghe. Bên kia nói gì đó khiến anh lao ra ngoài. Bó hoa bị để lại, lẻ loi trên hàng ghế cuối. Trà Khanh đứng trơ trọi trên sân khấu, cầm bó hoa nhỏ của chị trưởng đoàn tặng. Cô vẫn cười rất tươi, nhưng cảm thấy có chút tủi thân với những thí sinh bên nước bạn. Nghề múa ba lê này ở Việt Nam có mấy khi được nhận hoa trên sân khấu. Hôm nay là ngày rất vui mà cô không có một khán giả nào. Chị hồ hởi cầm một bó hoa trà trắng tinh khôi ấn vào người Trà Khanh. Này, có người gửi hoa cho em đấy. Chịu chơi chưa? To hơn người rồi. Trà Khanh cảm thấy vui. Người không đến nhưng gửi hoa cũng được. Huy hôm nay lại đổi sang hoa hồng trắng chứ không phải những bó hoa hồng như trước kia nữa. Nhưng đến khi nhìn vào tấm thiệp, mèo con giỏi lắm, chúc mọi điều tốt đẹp. Mày cô nhíu lại, nét chữ này là chữ của Huy sao? Là nét chữ của nữ giới, mềm mại và bay lượn. Huy cũng chưa từng viết thiệp tặng cô bằng tiếng Việt. Trà Khanh nhìn xuống sân khấu, thoáng thấy một người phụ nữ ngồi hàng cuối có khuôn mặt trắng bệch, nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Ai vậy nhỉ? Cô không quen người này. Cả người bà ta tỏa ra khí chất lạnh như băng. Trà Khanh run người, dội nhìn xuống đóa hoa. Đến khi ngẩng đầu lên, không thấy người phụ nữ kia đâu. Hàng ghế bà ấy ngồi là một người đàn ông to béo mặc vest đen. Chỉ tích tắc vài giây mà bà ấy lại đi nhanh như thế. Trà Khanh ôm ngực, cảm thấy bó hoa trắng trong tay mình nặng như chì. Chị Hà, ai đưa cho chị bó hoa này vậy? Một người phụ nữ. Phụ nữ sao? Người đó có nói gì không chị? Lúc đó đông quá chị nghe không rõ. Đưa cho chị thì chỉ có tặng em thôi chứ ai. Trà Khanh vội đẩy bó hoa cho chị trưởng đoàn, lắp bắp. Chị, em dị ứng phấn hoa. Chị mang về cắm nhé, hoặc bỏ đi cũng được. Chị trưởng đoàn nhìn bó hoa chặt lưỡi. Đúng là yêu giàu ép mỡ, ai nợ ép duyên. Tội CEO đẹp trai lịch lãm quá mà. Giá mà nó chuyển sang cho mình đặc sản ấy. Trong lúc đó, Huy phóng như bay về nhà, nhìn mẹ mình đang ngồi thong dong ở bàn trà, gác gỏng. Mẹ thật lạ, con đang có việc, gọi gì mà gọi suốt ngày vậy? Có việc mẹ mới gọi chứ, cả ngày không thấy mặt đâu. Con đi tìm con dâu cho mẹ, đang thấm thiết thì... Hoãn yêu vài bữa đi, chuyện này gấp lắm. Huy đưa ánh mắt ngờ vực nhìn mẹ. Lúc nào gọi anh về cũng nói gấp, nhưng thực ra chẳng có chuyện gì. Mẹ dò được thông tin, bà Lý đã đưa con gái vượt biên sang Anh rồi, con đừng tìm ở Việt Nam nữa. Trời ơi, mẹ thật lạ, con tốn bao nhiêu công thuê người tìm ở Việt Nam bấy lâu nay. Huy gắt lên. Mẹ cũng đâu có biết, mới nhận được tin tức. Vậy giờ mẹ kêu con về để điều tra hả? Thì giờ phải tìm gấp, chứ không á người lại chạy mất. Con đi đi. Huy bực bội phi lên đại sứ quán. Họ nói đã tìm được tung tích của người anh cần tìm. Nhưng khi cầm đống giấy tờ trong tay lại thất vọng vô vàn. Khuôn mặt này giống, nhưng không phải người đó. Chẳng lẽ bà ấy lại có thể mất tích một cách lạ lùng vậy sao? Mẹ anh nói, làng xóm kể, bà ấy cùng con gái đã vượt biên sang Anh từ 5 năm trước. Vậy thì chắc chắn hộ chiếu giả hoặc đi chui. Tìm ở Việt Nam còn dễ, đã sang Anh trái phép thì đúng là mò kim đáy bể. Nếu cảnh sát tìm được, thì chỉ có vào trại tệ nạn vì nhập cư trái phép. Huy không hiểu sao mẹ mình lại có thể nặng tình với bà ấy như vậy.
Mẹ nói đó là người bạn thân nhất của mẹ và đã cứu mẹ thoát chết một lần. Từ khi gia đình anh chuyển sang đây thì mẹ mất liên lạc. Hè vừa rồi, mẹ về thăm quê mới hay tin bà ấy mất tích thì bắt đầu tìm kiếm. Cũng có thể họ đã chết. Huy thẫn thờ dò nét tờ giấy, chẳng hề nhớ đến cuộc hẹn với Trà Khanh. Ngày hôm sau, Huy hẹn Trà Khanh chúc mừng giải thưởng. Huy đưa cô đến một nhà hàng phong cách Âu thì dừng lại. Anh đưa bàn tay ra. Vào nhé. Trà Khanh mím môi, suy nghĩ 3 giây rồi đi vào. Tiếng nhạc vang lên, không phải từ máy phát nhạc mà từ loa âm tường. Âm thanh lan tỏa khắp không gian nhẹ nhẹ, vô cùng dễ chịu. Căn phòng được trang trí cực kỳ lộng lẫy. Ánh nến vàng nhạt mờ ảo, rượu vang đỏ, bàn phủ khăn caro tô điểm cho bầu không khí sang trọng giữa đôi nam nữ càng thêm phần mập mờ. Trà Khanh suy nghĩ, phục vụ thế này á chỉ dành cho cấp VIP thôi, bình thường có long trọng như thế này đâu nhỉ? Dường như Huy đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Huy là con nhà giàu, lại sống trong văn hóa phương Tây, các cô gái xung quanh đều có vẻ đẹp bốc lửa và khá mạnh dạn. Trà Khanh là cô gái duy nhất xuất hiện trong cuộc đời anh có dáng vẻ rụt rè nhút nhát thế này. Phải chăng vì vậy cô ấy như một món ăn lạ mà anh phải tìm mọi cách để thưởng thức? Huy nâng ly cao, chúc mừng Trà Khanh đã đạt được thành quả như ý nguyện. Huy đưa bó hồng nhung đỏ thẫm cho Trà Khanh. Cô đón lấy, môi khẽ nâng lên cười rồi đặt sang bên cạnh. Cảm ơn anh. Em không thích à? Hôm qua anh không kịp tặng hoa, anh xin lỗi em. Trà Khanh chột dạ. Bó hoa hôm qua là hoa hồng trắng, không phải là của Huy thì của ai? Cô hỏi dồn dập. Anh Huy, đầu dở diễn em vẫn thấy anh. Vậy lúc trao huy chương thì anh đi đâu? Rồi anh có gửi hoa cho ai tặng em không? Huy không hiểu sao sắc mặt của Trà Khanh lại căng thẳng như vậy. Có lẽ buổi biểu diễn quan trọng của cô ấy mà anh lại chẳng hề chúc mừng. Anh bỗng thấy mình có lỗi quá nên nhẹ giọng dỗ dành. Trà Khanh à, anh xin lỗi. Hôm qua là anh định lên tặng em rồi, nhưng mẹ anh gọi điện lên đại sứ quán có việc, anh để quên bó hoa ở hàng ghế. Anh thật tệ, anh xin lỗi. Nhưng anh thề là anh có mua loại hoa hồng đỏ em thích. Trà Khanh không để ý đến câu chuyện Huy nói, cô chỉ nghe trúng một vấn đề, loại hoa hồng đỏ và để quên ở hàng ghế. Cô chưa từng thích hoa hồng nhung, nhưng chỉ người nhà và một người biết điều ấy, cô như người mất hồn, nói với Huy. Em hơi mệt, muốn về nhà khách, anh đưa em về được không? Huy thấy vẻ mặt thất thần của Trà Khanh cũng không gượng hỏi, gọi thanh toán rồi chở cô về. Trà Khanh đi nhanh lên phòng, chưa kịp thay quần áo, vội vàng gọi điện thoại về cho mẹ. Mẹ ơi, có chuyện này lạ lắm mà con không dám nói với ai, con sợ. Bà Ngọc nghe giọng con gái căng thẳng, thấy có điểm chẳng lành. Chưa lần nào con xa nhà, bà lại thấy lo như đợt này. Con bình tĩnh kể lại cho mẹ nghe. Mẹ ơi, hay là có ma? Mẹ ơi, con sợ quá. Trà Khanh kể tỉ mỉ hết tất cả mọi điều lạ lùng hôm thi. Cô cảm giác có người đỡ mình, rồi nhận được bó hoa màu trắng, rồi cả người phụ nữ kia nữa. Bà Ngọc bên kia trầm mặc mấy giây. Làm gì có ma nào hả con? Thần hồn nát thần tính. Con phải ngủ sớm, sinh hoạt điều độ, chứ thức khuya dễ sinh ảo giác lắm đó. Bên đó lạ nước lạ cái, đi đâu chớ đi một mình nghe không. Gần đây mẹ cũng hay mơ mộng linh tinh lắm. Ba con mắng hoài. Mẹ dùng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng nên ngủ ngon hơn đấy. Con mua thêm thuốc bổ uống vào nghe không? Nói chuyện với mẹ xong mới cảm thấy lo lắng dơi đi phần nào. Cô an tâm ôm con mèo trắng lên giường nằm ngủ. Trà Khanh muốn ngủ
nhưng bụng lại réo lên âm ỉ. Buổi hẹn hò hôm nay chưa ăn được nhiều thì Huy trở về. Đồ ăn chuẩn bị từ Việt Nam đã hết từ lâu. Qua phòng chị trưởng đoàn cũng không có cái gì cho vào bụng cả. Cô lò dò ra đường tìm cửa hàng 24/7. Edinburgh là phố cổ, các con ngõ đều không lớn và sáng lạng như những thành phố khác. Ở đây, không gian và kiến trúc đều mang dáng vẻ êm đềm hoài niệm. Mua đống đồ ăn vặt xong, cô thoải mái vừa đi vừa gặm kem, vừa nghĩ đến một vài câu chuyện cổ tích hợp cảnh. Đến ngõ nhà mình, thấy một người mặc áo khoác đen đứng dựa vào tường, khiến cô hốt hoảng, suýt làm rớt đồ ăn. Việc đứng dựa vào góc tường tối, nếu không có ánh đèn đường hắt lên nửa khuôn mặt, thì cả người anh đều chìm trong bóng đêm lạnh lùng và lạnh lẽo. Trà Khanh thật sự sợ dáng vẻ này. Con người anh ta bây giờ không phải như trước đây. Cô không dò đoán được điều gì. Cô làm sao bước qua cái lô cốt kia đây? Tốt nhất là nhịn thở vài chục giây. Cô kéo khăn trùm lên cổ, quàng khăn ngang mũi chỉ để lộ nửa con mắt. Tàn hình xong xuôi, lấy hơi hết sâu vào, bước ngang qua thật nhẹ. Trong đầu Trà Khanh lẩm nhẩm số bước. Đến bước thứ bảy thì thấy chân mình bị dướng dướng. Mở mắt ra đi, muốn hút vào tường hả? Trà Khanh rút chân về, tay cầm que kem đã không vững. Anh làm gì ở đây vậy? Chuyển quà chúc mừng từ anh hai cô, sao ăn kem mùa này? Hai tôi sao? Quà gì cho tôi vậy? Nên sao không gửi thẳng? Bên Nam Sudan móc đâu quà mà gửi về đây được? Vậy quà này là... Nó nhờ tôi mua. Trà Khanh đặt túi đồ trên yên xe, hồi hộp mở gói quà nhỏ xinh. Là một đôi bông tai nhỏ màu trắng long lanh. Cô cười tươi. Đúng là phụ nữ, cứ có quà là tâm trạng xoay chuyển từ thù thành bạn. Cô thấy hết sợ rồi, còn hào hứng nữa. Chuyển lời cảm ơn anh hai hộ tôi. Tôi gọi điện thoại không được. Sao anh liên lạc giỏi vậy? Bên đó không có sóng điện thoại, 3G kém. Chúng tôi có cách liên lạc. Đeo vào thử xem đẹp không? Tối về tôi đeo. Anh trai cô nói phải đeo luôn. Không. Bướng bỉnh. Đưa đây. Việc giật lấy hộp trang sức trên tay Trà Khanh tự nhiên như của mình. Lấy đôi bông tai ra rồi kéo Trà Khanh lại gần. À, anh làm gì vậy? Đeo cho cô chứ làm gì. Trà Khanh đành đứng im. Má bắt đầu nóng dần lên khi bàn tay to của Việt chạm vào. Cô có cảm giác hơi nóng bị thổi vào bên má, thấy mình khó chịu đến cực độ. Thời tiết ban đêm ở Anh lạnh đến thấu xương, nhưng Trà Khanh như đang đứng trên đống lửa. Cô nhắm mắt rủ thầm người kia. Đàn ông gì mà chậm như rùa bò, phát bực. Anh không làm nhanh được sao? Làm gì? Không làm được, đưa đây cho tôi. Chờ một chút, sắp xong rồi. Lần đầu tiên thấy có người tay nhỏ như cô. Trà Khanh bậm môi, nói một câu lại chê cô một câu. Anh ta trở thành con người khác rồi, đúng là dạy thì thất bại. Việc chạm vào đôi tay nhỏ nhỏ hồng hồng xinh xinh, sự mềm mại dưới ngón tay khiến anh run run. Nhớ đến cảnh Huy hôn Trà Khanh trước cổng nhà, không hiểu sao cả người nóng phừng phừng, giọng khàn đục đi, không giấu nổi đay nghiến. Cô với Huy có vẻ thấm thiết ha. Thì cũng như anh với Miranda thôi. Cũng như là sao? Ủa, rồi hai người hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật còn phải hỏi cũng như à? Máu nóng của Việt vì câu nói của Trà Khanh bốc lên cuồn cuộn. Anh đột ngột gác tay lên tường. Trà Khanh chỉ thấp đến cổ Việt, lọt thỏm trong cái bóng của anh. Cô ngước mắt nhìn, vì không tránh như mọi khi nữa, cú sát người nhìn lại. Cô với Huy yêu nhau thật rồi. Trà Khanh dương đôi mắt quật cường cãi lại. Liên quan gì nhà anh? Không nói. Không. Phải nói bây giờ. Anh... Cô chưa dứt lời, cánh môi liền bị ai đó hung hăng chiếm đoạt. Chốc lát, Trà Khanh bị dọa run lên, ngây ngốc không phản ứng được nữa. Cô thấy cả người mình lảo đảo, rồi một bàn tay to sau lưng kéo cô sát vào. Nụ hôn vô cùng mạnh bạo ép chặt lấy cánh môi.
Đến khi sắp nghẹt thở thì anh buông ra, để cô hô hấp một giây rồi lại dịu dàng ép xuống. Lần này không thô bạo nữa mà từng chút một, nhẹ nhàng phản phất trên cánh môi mềm. Trái tim Trà Khanh run rẩy dữ dội, cảm giác này là cảm giác tròn trịa của 7 năm về trước. Vị ngọt quen thuộc đến mềm đi này tưới vào hai trái tim đang bừng lửa cháy, kéo cả hai rời khỏi thực tại. Trà Khanh ghì chặt hai bên vạt áo của Việt, đôi tay vẫn chải của anh cuốn qua eo khóa lấy cô, trọn vẹn cảm giác thuộc về nhau. Dưới dàn hoa leo tím sẫm đẫm màn đêm lấp lánh, Trà Khanh trao cả hơi thở và tâm hồn cho anh. Cảm xúc của cô, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của cô nhẹ nhàng da diết len vào trái tim anh như dải lụa mềm cuốn lấy Việt. Nụ hôn kéo dài bất tận khiến cô không đứng vững, buông ra rồi cả người vẫn phải dựa vào lực đỡ sau lưng. Vệt sáng vàng mờ từ ô cửa của một ngôi nhà gần đó dịu dàng chiếu ngang qua gương mặt Trà Khanh, mắt to tròn lấp lánh mơ hồ trong màn đêm nhìn anh không dứt. Việc say mê nhìn, dường như cô ấy không già đi chút nào, vẻ đẹp non tơ mơn mởn này vẫn y hệt 7 năm về trước. Anh thì thầm, Trà Khanh, xin lỗi. Trà Khanh bị say rồi, cô không nói được gì, ánh mắt mê ly điên dại mơ màng chìm trong cái nhìn say đắm đối diện. Cánh môi vẫn còn run rẩy, không giữ được bình tĩnh. Việc đưa bàn tay to miết nhẹ bờ môi dưới căng mọng lóng lánh vuốt ve, vừa định cúi xuống thì ánh đèn sáng rực của ô tô trên đường quét qua. Trà Khanh bừng tỉnh, đẩy mạnh Việc ra rồi ôm ngực chạy thẳng vào nhà khách, nhảy cốc cầu thang bộ lên phòng, leo lên giường đắp chăn trùm kín mít. Cô điên rồi, anh ta đang cưỡng ép cô mà sao trái tim lại đập đến mức này? Anh ta là cái gì mà cô phải phục tùng? Anh ta suốt ngày dính với cô gái tóc vàng rực lửa kia, dựa vào cái gì muốn nắm hai thứ cùng một lúc? Trà Khanh dội vàng lột tung chăn rồi chạy vào nhà tắm, dốc nước rửa mặt để thổi bay sức nóng trên khuôn mặt mình, rồi lại chạy ra tắt điện trùng chăn. Cô lẩm bẩm, mình phải đi ngủ, mình không được nghĩ đến anh ta. Sai rồi, lần này cô sai thật rồi. Việc đứng dưới rặng hoa leo nhìn lên, thấy căn phòng tắt điện cái rộp, bật cười, vẫn đáng yêu và trong trẻo như ngày nào. Anh cầm mũ bảo hiểm định đội lên thì thấy bóng hai thằng đen đi về phía mình, Việc lùi về phía sau đề phòng. Các anh cần gì? Trao đổi một chút, bọn tao cần list thông tin cư dân tiểu bang, mày ra giá đi. Tôi không hiểu anh nói gì. Mày không cần dòng do, chúng tao đã điều tra cặn kẽ, mày cũng biết hiện nay thông tin cá nhân khách hàng được bán rất nhiều. Nó chẳng ảnh hưởng gì, chỉ cần một list số điện thoại để chúng tao chào hàng bất động sản. Tôi không nắm đầu mối, tôi chỉ là nhân viên hành chính công. Hai thằng da đen nhìn nhau ra hiệu, rất nhanh chúng lao vào. Việc trở mũ bảo hiểm đỡ những cú đấm, anh gằn giọng. Tao báo cảnh sát bây giờ, dừng ngay. Thằng tạp chủng này, khôn hồn đưa dữ liệu ra đây. Tao không. Việc đánh với hai thằng da đen một lúc, nhận thấy mình yếu thế hơn. Chúng quá cao to và nhiều sức, từ chủ động ra đòn đã dần chuyển sang chống đỡ. Cứ thế này không ổn. Hẻm rất nhỏ, không có tiếng súng thì cảnh sát cũng không đến kịp. Việc vừa đỡ vừa lùi về sau xe máy. Thằng da đen thấy con mồi có vẻ muốn tẩu thoát thì rút con dao sáng loáng, nhanh như chớp lia thẳng về phía trước. Việc xoay người nhưng tốc độ con dao đến quá nhanh, nó xẹt qua vai, xé rách lớp áo khoác bên ngoài vào da rồi đâm vào tường rơi xuống. Việc thấy rát bỏng cánh tay, anh đạp mạnh chiếc xe máy đổ ngang chắn đường rồi chạy nhanh vào một con hẻm khác. Trà Khanh nằm tùm hôm trong chăn, hai má đỏ bừng bừng, cảm xúc của nụ hôn ban nãy vẫn chưa tan. Cô nghĩ mãi không ra, vì sao Việc lại hôn mình? Anh ta đã có người yêu rồi, tại sao lại có thể hôn cô? Nằm ngủ mãi không được, chân chạm đất mà cả người như bay bổng. Cô tung chăn dậy, đi đến mở cửa sổ nhìn xuống dưới. Đám hoa cát đàn lớn nhanh quá, chú làm giường tuần cắt tỉa mấy lần, nhưng nó vẫn dương thẳng vào cửa sổ. Thật sáng suốt khi ban đầu đến đây, cô nhất định chọn phòng này.
Dưới đường có tiếng bình bệch như bước chân người. Trà Khanh rướn người nhìn xuống, thấy bóng người chạy qua đường rồi lặn lội bên dưới cổng hoa. Cô dội mở tung cánh cửa, hớt hải lao xuống, thấy Việt ngồi nép vào trong khóm hoa ôm cánh tay. Anh Việt, sao ở đây? Cho tôi vào nhà nhanh đi, bị truy đuổi, chúng vẫn đang ở trong hẻm. Trà Khanh kéo anh vào rồi đóng cổng lại. Cô lo lắng đến độ bước chân da vào nhau, giọng nói thì thầm, cố giảm âm độ trong đêm tối. Việt bị cô nắm tay kéo đi, vết thương ở tay nhói lên khiến anh toát mồ hôi hột. Đi từ từ thôi, bỏ tay tôi ra. Trà Khanh vẫn một mực kéo anh thật nhanh vào phòng, đóng cửa lại, thở phì phì. Cô quay sang Việt, trong ánh đèn mới thấy cánh tay có vệt máu chảy dài. Cô luống quýnh. Anh làm sao vậy? Đứa nào bắn anh hả? Không, nó ly dao, sượt qua chút thôi. Nhà có cồn không? Không có, nhưng mà có nước sôi. Anh ngồi xuống đi, chờ tôi, chờ đây, không được đi đâu hết. Trà Khanh run rẩy mở cửa, chạy biến sang phòng chị trưởng đoàn. 5 phút sau ôm một đống đồ về phòng, hộp y tế, hoa quả, sữa, bánh mì. Cô ngồi xuống, cẩn thận cởi áo khoác ngoài của anh để tiến hành sơ cứu. Ống tay áo da dày bị rách hẳn lớp ngoài, thì con dao phải sắc lắm. Rất may vết thương không sâu, nhưng rạch một đường như thế này không thể nói không đau. Anh chịu khó một chút, tôi làm nhanh thôi. Nhắm mắt lại tưởng tượng bị con kiến nó cắn vậy đó. Lần lượt 10 con cắn là xong mà. Việt phì cười. Đây là y tá tập sự dỗ trẻ sao? 25 tuổi rồi, vẫn nguyên nét ngây thơ nhiệt thành của 15. Còn biết cả sơ cứu à? Giỏi đây. 20 năm học múa bao nhiêu vết thương, chẳng lẽ không làm được việc con này? Trà Khanh thành thạo dùng cồn y tế khử khuẩn hết vết máu và sợi vải dính ở vết thương. Sau đó cẩn thận xức thuốc rồi quấn gạt bao quanh. Cô ấy làm rất khéo léo và nhẹ nhàng. Việc cảm thấy không có chút đau nào. Đúng là chỉ như một đàn kiến bò ngang thật. Anh nhìn xuống cái mũi nhỏ đỏ ẩn. Mi mắt lay động trên má trắng trẻo mịn màng, bị hút mất hồn. Trà Khanh không để ý, dán mát vào vết thương của anh, vừa làm vừa thổi, vừa lầu bầu. Chúng nó ném dao thì anh phải biết đường mà chạy đi chứ. Đứng đấy nó cắm cho một phát vào ngực thì sao? Thì chết thôi. Phủi phủi cái mồm anh đi. Cha mẹ sinh con cái ra đời để anh muốn chết thì chết à? Suy nghĩ thật là ấu trĩ. Anh làm gì mà đến nỗi bị đuổi giết? Việc nhìn băng vải đã gọn gàng. Anh trầm mặc một lúc lâu rồi ngước lên nhìn Trà Khanh chậm chậm nói. Bọn nó là cướp. Lúc nãy ở trong hẻm... Xin lỗi Trà Khanh, tôi lợi dụng... Trà Khanh cúi gằm mặt xuống dọn đống đồ, thấy lòng mình buồn man mác. Hóa ra, nụ hôn lúc nãy là đánh lạc hướng. Tôi biết rồi, anh ăn bánh đi, máu chảy hơi nhiều, đừng chết ở đây. Vì không từ chối, cầm lấy bánh lặng lẽ ăn. Trà Khanh gọt táo đưa cho anh một quả. Vì không từ chối, cầm lấy ăn hết quả thứ nhất. Trà Khanh lại gọt quả thứ hai, Việt lại cầm lấy. Cô đưa cái gì, anh đều ăn không từ chối, dường như táo rất ngon. Anh ăn xong lên giường mà ngủ, tôi ngủ ở sofa. Không cần đâu, tôi gọi Miranda qua đón. Trà Khanh khó chịu gắt gỏng, anh ta cứ như thể không muốn ở cùng cô một không gian. Anh đi ra ngoài để chúng nó giết hả? Tôi không ngủ trong phòng đâu mà lo. Tôi sang chị trưởng đoàn, anh không cần lo người ta hiểu nhầm đâu. Cô hậm hực lấy điện thoại, rồi ôm con mèo trắng đi ra khỏi phòng, đóng sập mạnh cửa. Việt nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín. Anh quờ sang bên cạnh, kéo gối ôm nhỏ xinh ôm vào ngực, mãn nguyện nhắm mắt lại. Đi về bây giờ là hạ sách, ngủ ở đây một giấc là an toàn nhất. Giường này rất êm, mùi hương hoa thoang thoảng trong phòng, cũng rất dễ chịu nữa. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa.
Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.